Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Manchester United với Atletico Madrid 18:45 ngày 30/7/2022, Club Friendly Game. Ở trận giao hữu thứ 5 trong đợt tập huấn trước thềm mùa giải mới, Man United sẽ đối mặt với thử thách vô cùng khó nhằn mang tên Atletico Madrid. Còn nhớ tại Champions League mùa trước, Man United đã phải dừng chân ngay từ vòng 1/8 sau khi để thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 1-2. Với sự xuất hiện của Erik ten Hag trên băng ghế chỉ đạo, Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ trả sòng phẳng món nợ đã vay cho Atletico Madrid. Tuy nhiên, đó rõ ràng là nhiệm vụ không hề đơn giản. Sở dĩ nói vậy là bởi sự hưng phấn của Man United đã giảm đi đôi chút sau khi họ bị Aston Villa cầm chân trong trận cầu có 4 bàn thắng. Trận hòa này không phải điều gì quá thảm họa, tuy nhiên nó đã phơi bày một vấn đề đáng báo động của Man United, đó là sự chênh lệch trình độ giữa đội hình chính và phụ. Ở hiệp 1, Man United đã thi đấu hoàn toàn áp đảo Aston Villa và có được 2 bàn thắng dẫn trước. Nhưng sau khi huấn luyện viên Erik ten Hag rút hàng loạt trụ cột ra nghỉ trong hiệp 2, Quỷ đỏ nhanh chóng đánh mất thế trận và gần như chỉ biết co cụm chống đỡ. Con số thống kê không hề biết nói dối khi thời lượng kiểm soát bóng của Man United giảm từ 67% xuống còn 46%. Trong 45 phút của hiệp 2, Man United đã để Aston Villa oanh tạc cầu môn tới 11 lần và chỉ có đúng một pha đáp trả bằng cú dứt điểm không trúng đích. Về lý thuyết, Man United được đánh giá nhỉnh hơn Atletico Madrid trong cuộc đọ sức sắp tới. Khách quan mà nói, nhận định này một phần là do các cầu thủ Man United có lợi thế về cảm giác bóng hơn Atletico Madrid. Nếu như Quỷ đỏ đã trải qua 4 trận giao hữu và thu về thành tích khá tốt, thì lốt Roger Bancos mới chỉ ra sân thi đấu đúng một trận. Mặc dù vậy, đảng quân của huấn luyện viên Diego Simeone đã cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với thắng lợi 4 sao trước Numancia. Tất nhiên, chiến thắng này không phải là thước đo chính xác cho sức mạnh của Atletico Madrid, bởi Numancia chỉ là đội bóng hạng 4 của Tây Ban Nha. Nhưng với dàn hảo thủ chất lượng cùng lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu đã trở thành thương hiệu, Atletico Madrid đủ khả năng giành được kết quả có lợi trước Man United. Tuy nhiên, với phong độ tốt hơn, cảm giác bóng của các cầu thủ Man United tốt hơn, với kèo châu Á Man United chấp 0.25, anh em nên cân nhắc kèo trên. Dream88, nhà cái uy tín, minh bạch và đẳng cấp nhất châu Á hiện nay. Dream88, kênh đầu tư siêu lợi nhuận với tỷ lệ cá cược thắng cuộc thuộc top cao nhất thị trường hiện nay. 1-99, cược càng lớn, thắng càng đậm. Dream88 liên kết với hàng chục ngàn ngân hàng uy tín nhất Việt Nam, đảm bảo giao dịch của người chơi luôn được nhanh chóng và an toàn nhất. Khuyến mãi cực khủng cho người chơi, thành viên Dream88 nhận ngay lì xì cực khủng lên đến 88.888.000 đồng. Mọi thông tin giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối với hệ thống bảo mật 5 lớp tiên tiến nhất hiện nay. Dream88, nhà cái trực tuyến được yêu thích uy tín nhất châu Á hiện nay. Trước kèo châu Á, Man United chấp 0.25 full time. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Man United đã chia tay Paul Pogba, Nemanja Matic, Chi Lingert, nhưng cũng mang về 3 tân binh là Christian Eriksen, Lisandro Martinez và Tyrell Malacia. Về cơ bản, Man United lúc này đang trong quá trình đập đi xây lại, nên những trận giao hữu chính là cơ hội để huấn luyện viên Erik ten Hag thử nghiệm và lắp ráp đội hình. Đây cũng là lý do mà chiến lược gia người Hà Lan không đặt nặng kết quả và sẵn sàng trao cơ hội thể hiện cho những cầu thủ trẻ. Bên phía đối diện, Atletico Madrid gần như án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Mặc dù vậy, đó không phải điều gì bất thường bởi huấn luyện viên Diego Simeone vẫn rất hài lòng với đội hình đã có. Tuy nhiên, việc đá giao hữu muộn hơn những đối thủ ở giải quốc nội vô hình chung khiến Atletico Madrid chịu áp lực không nhỏ về thành tích, bởi rõ ràng họ không hề muốn có những màn chạy đà thiếu thuyết phục trong mùa giải mới. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong trận giao hữu với Numancia, khi Atletico Madrid thi đấu với đội hình mạnh tương đương nhau trong mỗi hiệp và tỏ ra cực kỳ quyết tâm. Tuy nhiên, lối đá của Man United đang dần trở nên hoàn thiện hơn, với kèo châu Âu anh em nên cân nhắc Quỷ đỏ. Chốt kèo châu Âu, Man United thắng. So với đối thủ mà Man United đã từng giáp mặt trước đó, Atletico Madrid là một đội bóng thuộc trường phái hoàn toàn khác. Dưới thời huấn luyện viên Diego Simeone, Atletico Madrid nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công đầy thực dụng. Đây là bài test đầy sức nặng cho hàng công đang thi đấu khởi sắc của Man United. Nên nhớ ở mùa giải trước, Man United đã chỉ có đúng một lần chọc thủng lưới của thủ thành Jan Oblak sau hai lần đối đầu. Tuy nhiên, với bản chất là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, nên khả năng cao cả hai đội sẽ thi đấu phóng khoáng. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Trước kèo châu Á, Man United chấp 0.25 full time. Kèo châu Âu, Man United thắng. Kèo tài xỉu 2.5, chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Man United 2, Atletico Madrid 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.